<laughs> Ai Di là Phật. Căn uh, YouTube Thích Tâm Hiệp chúng tôi đang có mặt uh, tại uh, tỉnh Quảng Bình, cụ thể là thành phố Đồng Hới. Cụ thể nữa là gia đình của hai vợ chồng anh Ninh và chị Hải. Chúng tôi đang đứng trước một gian thờ trong một ngôi nhà một tư gia một gia đình. Tất nhiên là đây là một gia đình có một truyền thống lâu đời về thờ cúng tổ tiên. Bên cạnh cái niềm tin hiểu đạo về tổ tiên thì đây là một gia đình có niềm tin vào Phật. Chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị. Ngoài vào là có người Việt thì ai cũng hay để cái bức đại từ là bái chữ Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang ở đây là viết đúng. Là viết từ phải, viết theo chữ nho là từ phải sang trái. Và dưới này là hai câu đối. À, tổ công tông đức thiên niên thành. Đấy, và đối câu đối với bên này là à, tự hiếu tôn hiền vạn đại xương à, vạn đại vinh vạn đại xương à, à, tất nhiên là câu đối bây giờ là câu đối không đẹp và đây là câu đối đại trà ngày xưa là câu đối là ta phải xin thầy và thầy phải giỏi còn trong này trong này là một bức là à, bằng loại bình thường đức lưu quang để viết là viết ngược viết theo kiểu chữ việt viết sai và chữ nho nhưng mà đây là một ban đây là một gia đình mà có một cái ban thờ tổ tiên rất là là trang nghiêm vì một ngôi nhà bề thế một ngôi nhà bề thế thì không thể là không có một ban thờ như vậy được và chúng tôi muốn giới thiệu hôm nay đến quý vị cái tiêu biểu của một ban thờ của miền Trung ngoài ban ngoài này thì gọi là ban, ban ban ngoài mà quý vị thấy mà có đặt cái đỉnh này đây gọi là cái đỉnh thì ban gọi là ban án và dựa vào trong và dựa là thấp xuống Đây là nơi để đặt cơm cúng Đây là nơi đặt cơm cúng Và người ta có thể đặt diện như ngay Và vào trong cùng Vào trong cùng thì bao giờ là lên cao hơn Thì người ta đặt bài vị Đấy. Thường thường gian trong này là đặt bài vị Chứ cũng phải là đặt bắt thương Bắt thương là đặt ở dưới này Đúng đó bắt thương là đặt dưới này Đúng là như vậy đây cũng có đặt một bát hương trước. Dạ, có mặt, bát hương này, bát hương là chúng cho tổ tiên nữa thế. Đây. Dạ. Còn trên đó thì còn con nó cũng về theo chúng con nói là đặt để thơ. Trên này mà nè. Này... Tổ công tổ địa nó thổ trên đất đai các vị thần. Còn thơ ai là cả một câu chuyện dài nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đến quý vị ở trong cái YouTube có cái lần quay này là gì mà chúng tôi muốn đến Quảng Bình, Quảng Trị để quay trực tiếp để cho quý vị hiểu. Đây là cái truyền thống của bất cứ một ngôi nhà Việt nào đều có ngoài nhà ba gian thì ngoài nhìn vào thì bên tay phải hồi đầu hồi ở kia là về một ngôi nhà miền Bắc là tôi có quay đấy đầu hồi trên này thì gọi là đầu hồi bên tay trái gọi là đàn ông ở đấy, thì bên thờ đàn ông mà phía dưới đầu hồi bên phải là phụ nữ ở thì ta có cái thờ cái đàn bà đây là có cái nhà này có may mắn là còn duy trì được cái đàn bà Tại sao chúng tôi biết đây là trăn bà và là thờ ai? Chính là thờ cựu thiên huyền nữ thánh tổ đào mẫu nguyên quân. Và trong lòng sở, bây giờ rất là nhiều cái tràng, ở miền Trung gọi là tràng, cũng ba thì gọi là tràng. Cựu thiên huyền nữ thánh tổ đào mẫu nguyên quân. À, mà sao chúng ta có thể gọi là Tây Vương Mậu, cũng có thể gọi là mẹ quân âm là sao là từ đồng hóa là là chính là từ 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 cựu thiên huyền nữ thánh tổ đào mẫu này à, trong câu chuyện mà hiên viên đại đế Ờ, đánh nhau về suy vu và bị thất bại sau nhờ, nhờ của thiên hiền nữ là chế ra được cái xe nghĩ ra được cái xe mà có kim chỉ nam quý vì biết là người Việt là có cái tục thờ là ngụ từ gia đường là trong gia đường là có năm đối tượng thờ đối tượng đầu tiên là tôn tam giáo thánh hiền lịch đại tiên sư và vì vậy trong nhân gian có từ tiên sư đối tượng thứ hai là cụ thiên huyền nữ huyền nữ thánh tổ đào mộ nguyên quân và gia đình này may mắn là con thờ được cái trang cụ thiên huyền nữ thánh tổ đào mộ nguyên quân Đấy, và ta gọi là dân từ miền trung là gọi là trăn bà và đối tượng thứ ba à, à đối tượng thứ hai nhá, đối tượng thứ hai là chúng tôi xin lỗi đối tượng thứ hai là là là, là, à, bất công kỵ nghề tổ sư chính là hiên viên 42 hai uh, hiện tại là cái đình kim ngân 42 hàng bạc mà chúng tôi vừa rồi có tổ chức uh, buổi lễ buổi giới thiệu dự án khơi nguồn tinh hoa văn hóa Việt giới thiệu về đào hiếu đối tượng thứ hai chính là hiền viên đại đệ chính là hữu ung thị chính là người đã thắng được suy vưu và lập nên nước nước Việt và cái đối tượng thứ ba trong cái ngụ từ gia đường của người Việt là cựu thiên cựu thiên huyền nữ thánh tổ đào Mẫu nguyên quân đối tượng thứ tư được thờ trên ban thờ của người Việt đó là à, Đông trù tế mạnh táo phụ thần quân và đối tượng thứ năm mới là đến gia đường hương hỏa lịch đại tiên la đường hương hỏa nội ngoài lịch đại tiên linh và tiên linh là thờ năm đời trở xuống nhưng mà tổ tiên chúng ta thì cụ thiên hiện nữ cũng là tổ tiên chúng ta tổ tiên của nước việt chính là vợ của hiên viên đại đế chính là người nghĩ ra kim chỉ nam chính là người nghĩ ra cái lá bàn không có ngành lá bàn thì không có cái ngành hàng hại bây giờ và cái, chúng tôi đã từng một thời cách đây gần 40 năm theo thầy rất là sai và thầy thì không bảo nhưng mình bảo và vì mình là từ nhỏ vào chùa tín phật người cho rằng là không có ai cao hơn phật cả nên trong gia đình mà có thờ phật thì thờ trán mà cao hơn là bảo người ta bỏ dẹp và đấy là một điều cực kỳ sai lầm. Và quý vị biết đấy, đây là cựu thiên huyền nữ. Tây Vương Mậu hay là cây Tây phương Tây Vương Mậu là cũng là chính là là chính là 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 là, là trong cái đảo mẫu của Việt Nam. Chính là vợ của Hữu Hùng Thị lập lên nước nước Hữu Hùng từ năm ngàn năm trước. Đấy, và bất công kỵ nghệ trong gia đình của người Việt là thờ tôi nói với mọi người là Việt Nam là nền văn hóa của lòng biết ơn. Chúng ta có một nền văn hóa lòng của lòng biết ơn. Và dân tộc của chúng ta đã có cái cách để xây dựng lòng biết ơn. Và đây là cái cách người Việt xây dựng lòng biết ơn trong ngôi nhà của mình. Đó chính là ban thờ tổ tiên. Tổ tiên gần nhất là cha và mẹ. Tổ tiên xa hơn, xa hơn, xa hơn nữa. Trong một gia đình của đại dân tộc. Và chúng ta dùng hai từ đồng bào. Và chúng ta sẽ gặp người của đầu tiên của dân tộc. Đó là Hữu Hùng Thị. Đó là nước Hữu Hùng. Đấy quý vị uh, theo dõi trên kênh YouTube Thi Tâm Hiệp. Đấy, quý vị biết là uh, chú hai tổng hai giới thiệu. Còn là uh, cụ Thiên Huyền Nữ là ai thì quý vị vào Google thì gọi sẽ biết. Đây là câu chuyện, đây là tranh bà. Anh chị là Phật. Quý vị thấy về ra ngoài là cái danh thờ Phật của gia của gia chủ này. Đây. đây là chị Hải, chủ nhà. Đấy, chị cũng bảo rằng là có một nhà sư là đến bảo là mình đã thờ Phật rồi thì không có thờ cụ thiên nền nữa, có nghĩa là đã thờ Phật rồi là không có thờ tổ tiên đấy. Đó là một điều sai lầm, mình không hiểu á. Vì tại đây là một nhân thờ Phật. Không thờ tổ tiên chứ nên không thờ cái cả. Thì đấy là, là tổ đàn. tiên, thì đấy là tổ tiên mình mà không biết. À, dạ, đó là tổ tiên mình. đấy thờ mẫu của thờ là, là cái thánh ba đức mù đó nữa. Đây đây đấy, đây là không thờ thành ba đức mù, Đấy là không hiểu đấy, không hiểu. Đó thiếu hiểu biết cái văn hóa dân tộc cái cội nguồn dân tộc đấy và thành là từng có cái sai lầm đấy mà sai lầm là mình cũng còn có hiểu biết để chữa nhưng còn nhiều người vẫn sai lầm nhưng mà không biết